Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình livestream của hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech vào khung giờ quen thuộc vào lúc 15 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc này để có thể tiếp tục mang tới những chủ đề về chăm sóc mắt hay và hữu ích cho quý vị. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì bệnh lý đục thủy tinh thể luôn là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu được nhắc tới trong vấn đề gây giảm thị lực và có thể dẫn tới mù lòa trên thế giới cũng như ở trên Việt Nam. Và đây là một bệnh diễn biến chậm và ban đầu thì có thể xuất phát từ triệu chứng là nhìn hơi mờ. Tuy nhiên là nếu như bệnh nhân không phát hiện và có thể xử lý kịp thời thì có thể bệnh lý này sẽ dẫn tới những cái vấn đề phức tạp hơn. Và cho tới nay thì phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho tình trạng đục thủy tinh thể vẫn là phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật phaco thì ngày càng phổ biến và hiện nay đang là phương pháp điều trị tốt nhất. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được chào mừng đến với chương trình của chúng tôi thạc sĩ bác sĩ Nghiêm Thị Hồng Hạnh, giám đốc bệnh viện chuyên khoa mắt Hai Tech thuộc hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech, là một người đã có kinh nghiệm rất là dày dặn trong lĩnh vực điều trị cũng như là thăm khám những bệnh nhân đục thủy tinh thể và phương pháp phẫu thuật phaco. Hy vọng là ngày hôm nay bác sĩ Hạnh sẽ có thể giúp chúng ta giải đáp thật nhiều câu hỏi. Xin chào bác sĩ Hạnh. Xin chào MC, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Rất vui lại quay trở lại trường quay của hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech. Dạ vâng. Và như thường lệ thì chúng ta có rất nhiều suất quà tặng trị giá 300.000 đồng tương ứng với một gói khám mắt hoàn toàn miễn phí dành tặng cho quý vị khi tham gia tương tác với bác sĩ của chúng tôi trong chương trình livestream. Chính vì vậy ngay bây giờ quý vị hãy để lại họ và tên kèm với số điện thoại để có thể nhận được suất quà tặng này. Và để mở đầu chương trình thì xin mời bác sĩ Hạnh cũng như là quý vị có thể theo dõi một video ngắn ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý đục thủy tinh thể và phương pháp mổ phaco. Xin mời quý vị. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, hệ thống bệnh viện mắt Hai Tech đã trở thành địa điểm khám và chữa bệnh của nhân dân trên cả nước, được nhiều bệnh nhân trong nước và quốc tế tin tưởng, lựa chọn. Bệnh viện đã phục vụ và khám chữa bệnh thành công cho hàng triệu bệnh nhân bị các bệnh về mắt, trong đó có bệnh lý đục thủy tinh thể. Bệnh lý đục thủy tinh thể hay còn gọi là đục nhân mắt, bệnh cườm đá, cườm khô là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa trên thế giới và tại Việt Nam. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở độ tuổi trên 50. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech đã hội nhập với cuộc cách mạng mới trên thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật phaco, chuyển từ mục tiêu giải phóng mù lòa sang mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh lý đục thủy tinh thể. Hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech đã tạo ra một bước đột phá, đem lại chức năng thị giác hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu thị giác cho người bệnh. Nhìn xa, nhìn gần, nhìn trung gian thông qua kỹ thuật phaco khúc xạ với thủy tinh thể đa tiêu không đối xứng. Chỉ phẫu thuật một lần duy nhất, bệnh nhân sẽ tìm lại thị lực tuổi thanh xuân với một thị giác hoàn hảo. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể có thể là do bệnh liên quan đến tuổi già. Ở người trẻ tuổi, bệnh đục thủy tinh thể có thể do sự hiện diện của bẩm sinh hoặc do các chấn thương hoặc đục thủy tinh thể thứ phát sau bệnh lý viêm màng bồ đào, bệnh lý glaucoma, thiên đầu thống. Các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh như tiếp xúc dưới tia cực tím kéo dài, hút thuốc lá, sử dụng các loại thuốc có chứa steroids trong thời gian dài và mắc bệnh lý tiểu đường, tăng huyết áp, các bệnh lý về mang liên quan đến lịch sử gia đình, đục thủy tinh thể. Khi bị bệnh lý đục thủy tinh thể, chúng ta thường có các triệu chứng như sau. Bắt đầu thường gây lóa mắt với ánh sáng, nhìn mờ hơn nơi râm mát và ban đêm, gây khó chịu cho người bệnh. Sự khó chịu này đặc biệt xảy ra ở hình thái đục thủy tinh thể dưới bao sau. Một số trường hợp do đục thể thủy tinh, mắt đó bị nhược thị và lác. Đôi khi nhìn thấy nhiều vật cùng một lúc, nhìn như qua sương mù, thì tất cả những triệu chứng đó được giải thích là do thể thủy tinh bị đục và đã làm tán xạ các tia sáng đi qua nó. Đây là một trường hợp phẫu thuật phaco rất điển hình. Quá trình phẫu thuật diễn biến rất nhanh, chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút và rất an toàn. Ở hệ thống bệnh viện Mắt Hai Tech thì chúng tôi không thực hiện tiêm tê mà chỉ cần nhỏ tê bề mặt, nên bệnh nhân không hề có cảm giác sợ vì không bị tiêm và phẫu thuật thì lại không đau, gây nên cảm giác rất dễ chịu của bệnh nhân sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ như sau: tra thuốc nhỏ mắt theo đơn, tránh dùng tay day dụi vào mắt, báo cho các bác sĩ khi bị đau, nhìn bị mờ hoặc mất tầm nhìn. Sau phẫu thuật, nếu bệnh nhân không thực hiện đúng theo các lời dặn của bác sĩ có thể xảy ra các biến chứng như sau: bị nhiễm trùng, chảy máu ở trong mắt, tăng nhãn áp ở trong mắt, bệnh lý glaucoma, phù hoàng điểm, mất thị lực một phần hoặc hoàn toàn. Kết quả sau phẫu thuật phaco, bệnh nhân hoàn toàn có thể thực hiện được các hoạt động bình thường trong cuộc sống, có thể xem phim, có thể đan áo, sâu kim và một số việc cần đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết khác. Bệnh đục thủy tinh thể được điều trị bằng phẫu thuật thường cho kết quả tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết phòng ngừa bệnh lý đục thủy tinh thể từ những nguyên nhân gây bệnh đã được xác định. Đó là chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím từ mặt trời, điều trị và kiểm soát tốt các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp,
Khám mắt thường xuyên có thể giúp phát hiện đục thủy tinh thể và các vấn đề về mắt khác ở giai đoạn sớm nhất, giúp quá trình điều trị được tốt nhất. Với sự tận tâm cho đôi mắt sáng, thành quả của tập thể y bác sĩ hệ thống bệnh viện mắt Hitech đạt được đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống mù lòa ở cộng đồng trong hơn 20 năm thành lập và phát triển. Đó là những lời cảm ơn đầy xúc động của các cụ già sau phẫu thuật. Đó là những bức thư đầy trân trọng của các bệnh nhân khi tìm lại thực thị lực tuổi thanh xuân của mình. Dạ vâng, và sau khi theo dõi video vừa rồi thì tôi tin rằng quý vị đã có thể hiểu sơ bộ về bệnh lý đục thủy tinh thể cũng như là phương pháp phẫu thuật phaco. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì xin mời bác sĩ Hạnh có chia sẻ đầu tiên về nguyên nhân cũng như là một số cái phân loại bệnh lý đục thủy tinh thể để quý vị có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Xin được phân giải. Bệnh lý đục thủy tinh thể thì thường gặp ở người lớn tuổi và thường là do lão hóa. Do cái quá trình tuổi già, cái phần chuyển hóa của thủy tinh thể nó thay đổi dẫn đến là gây ra bệnh thủy tinh thể. Thì phần lớn là như thế, nhưng cũng có một số trường hợp có thể là do bệnh toàn thân hoặc là những cái bệnh lý tại mắt hoặc bệnh lý toàn thân gây nên. Thì còn về phân loại thì tùy từng hình thái mà mình có thể chia theo nhiều kiểu. Ví dụ như phân theo hình thái thì mình có thể chia là đục thể vỏ, đục bao sau, đục dưới bao sau, đục vùng nhân hoặc là đục gần hoàn toàn hoặc đục hoàn toàn. Thế còn về nguyên nhân thì nó có thể có nguyên phát hoặc là thứ phát. Nguyên phát thì thường là do lứa tuổi, tuổi già thì nó sẽ dẫn đến cái đục thủy tinh thể. Còn nguyên nhân thứ phát thì có thể có hai loại. Thứ phát tại mắt, ví dụ như sau một số các cái bệnh về mắt mình điều trị, ví dụ như là viêm màng của đào này, chấn thương này, hoặc là do dùng thuốc, nhiều khi là bây giờ có cái tình trạng người dân là cứ thấy có mắt đỏ hoặc là hơi ngứa ngứa một chút thì ra ngoài cửa hàng thuốc bán cho tôi một lọ thuốc tra mắt thì tôi ngứa thế này. Thế thì nhiều khi là người bán hàng người ta không có chuyên môn nên người ta có thể có cho những cái thuốc mà có các thứ ít hoặc như là polydesa hay là clorhydrate H hay là desaclo, tất cả những cái thành phần mà có desa đấy thì nhỏ vào mắt thì có thể các bạn thấy là mắt nó đỡ ngứa ngay, mắt nó đỡ đỏ ngay. Nhưng nếu kéo dài tình trạng như thế thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ, và tác dụng phụ đầu tiên hay gặp nhất đó là đục thủy tinh thể và một cái biến chứng nguy hiểm nữa, tức là bệnh gây bệnh glaucoma hay là gọi là bệnh thiên đồ thống, dân gian mình hay gọi như thế. Đấy là các cái nguyên nhân tại mắt. Thế còn nguyên nhân thứ phát toàn thân, ví dụ như những người mà có cái bệnh về chuyển hóa, ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là rối loạn tuyến giáp, tất cả những cái mà những cái bệnh mà nó liên quan đến toàn thân và liên quan đến chuyển hóa thì nó cũng có thể là một cái nguyên nhân để gây ra đục thủy tinh thể. Thì khi mà khám thì bác sĩ sẽ phân loại được các loại tinh thể để từ đó đưa ra những cái tư vấn, những cái cụ thể đối với cả những cái mắt thủy tinh đục thủy tinh thể để đưa ra những cái lời khuyên hữu ích cho từng bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cùng là bệnh lý đục thủy tinh thể, tuy nhiên cũng có khá là nhiều cách để chúng ta phân loại dạng đục, và hy vọng là câu trả lời rất cụ thể vừa rồi của bác sĩ Hạnh đã giúp những bệnh nhân được chẩn đoán đục tinh thể có thể hiểu rõ hơn về cái phân loại tình trạng bệnh lý của mình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên là khán giả Trần Đạt gửi tới chương trình như sau. Chào bác sĩ, tôi năm nay 52 tuổi, có bệnh nền là cao huyết áp và đái tháo đường. Mắt nhìn thấy mờ, đi khám mắt tại một vài phòng khám ở địa phương thì có chẩn đoán là đục thủy tinh thể. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là tôi có thể phẫu thuật phaco với những cái bệnh nền như vậy hay không? Và nếu như chưa có điều kiện mổ bây giờ thì tôi để sau mới mổ thì có nguy hiểm gì đến sức khỏe hay không ạ? Xin mời bác sĩ Hạnh. Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà bệnh nhân khi đến khám mà bệnh nhân hay hỏi. Tôi là bệnh cao huyết áp, tôi bệnh tiểu đường thì có mổ được không? Thì trước mắt là với những người tiểu đường ấy thì là cái thủy tinh thể nó đến sớm hơn, tại vì như tôi vừa nói là nguyên nhân thứ phát có thể dẫn đến đục thủy tinh thể là các cái bệnh về chuyển hóa, trong đó có bệnh đái tháo đường. Đái tháo đường nó làm cho đục thủy tinh thể sớm hơn so với người bình thường, người không bị. Do đó khi mà có cái biến chứng mà đục thủy tinh thể ở những người tiểu đường thì bác sĩ lại khuyên nên mổ sớm. Tại sao thế? Tại vì những cái bệnh nhân mà có bệnh nền, ví dụ như huyết áp cao, ví dụ như là tiểu đường, thì nó có, nếu lâu ngày có thể dẫn đến cái biến chứng tại đáy mắt, có thể gây bệnh võng mạc tiểu đường, có thể gây tắc tĩnh mạch, gây xuất huyết đáy mắt, thì những cái bệnh nhân đấy thì bác sĩ khuyên nên mổ sớm để cho bác sĩ có thể quan sát được cái đáy mắt
đằng sau. Tại vì cái thủy tinh thể thì khi mà thủy tinh thể nó đứng ở đằng trước, còn cái đáy mắt của mình là nó ở phía đằng sau. Thế thì muốn mà điều trị được các cái bệnh đáy mắt thì mình phải giải phóng cái thủy tinh thể được ra đã, thì bác sĩ mới quan sát được cái đáy mắt của các bác. Thế nếu mà không mổ thì bác sĩ không biết được là các cái biến chứng đấy nó đã xuất hiện hay chưa để có thể đưa ra những cái phác đồ điều trị về phần đáy mắt cho bác. Vì vậy những người bệnh nền như cao huyết áp, như đái tháo đường thì lại phải nên đến bác sĩ khám định kỳ để phát hiện sớm cái đục thủy tinh thể, để mổ sớm để bác sĩ tiếp tục điều trị các cái bệnh đáy mắt tiếp theo cho các bệnh nhân mà có bệnh nền như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì trả lời cho câu hỏi khán giả Trần Đạt thì có thể thấy bác sĩ đã chia sẻ đó là với những bệnh nhân có bệnh lý nền như vậy thì chúng ta khi chúng ta đã đi thăm khám và có chỉ định và phẫu thuật phaco để điều trị bệnh lý đục thủy tinh thể thì chúng ta nên cân nhắc phẫu thuật sớm để có thể thứ nhất là mang lại thị lực tốt hơn, tăng hiệu quả chất lượng cuộc sống của chúng ta và cũng như là giúp bác sĩ sẽ thuận tiện hơn trong cái quá trình điều trị những bệnh lý về đáy mắt nếu như chúng ta có những biến chứng tại đáy mắt do những bệnh lý nền gây ra. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Nguyễn Hồng gửi tới cho bác sĩ Hạnh như sau. Chào bác sĩ, tôi năm nay 60 tuổi, tôi bị chấn thương mắt cách đây 10 năm và đã mổ phẫu thuật đục thủy tinh thể một lần. Sau khi thay mắt tôi thấy rất là tốt, tuy nhiên dạo gần đây thì thấy xuất hiện lại các dấu hiệu như thời gian trước khi bị đục. Xin hỏi có phải tôi bị đục thủy tinh thể lại hay không và có thể thay thủy tinh thể tiếp hay không? Và thay có thể thay được mấy lần? Xin mời bác sĩ Hạnh trả lời câu hỏi này. Vâng, cũng rất cảm ơn câu hỏi của bác. Nếu mà đã thường ấy là thay thủy tinh thể chỉ thay một lần duy nhất thôi, trừ trường hợp có những cái, tùy từng trường hợp cụ thể mà có những cái trường hợp là có thể thay lần thứ hai. Ví dụ như là lần thứ nhất có thể có những cái biến chứng trong phẫu thuật mà không cho phép đặt thủy tinh thể thì người ta đặt thủy tinh thể thứ hai, hoặc là những cái người mà sau khi, bởi vì khi mà thay thủy tinh thể là mình phải để lại một cái túi để đựng thủy tinh thể nhân tạo, thì theo thời gian cái túi hay người ta gọi còn gọi là bao sau để đựng cái thủy tinh thể nhân tạo, thì theo thời gian cái túi đấy, cái bao đấy nó sẽ bị đục và mắt của bệnh nhân sẽ bị mờ đi. Vậy thì khi mà đến khám mà thấy có hiện tượng đục bao xong như thế thì bác sĩ sẽ cho chỉ định laser, và khi laser xong thì bác lại trở lại sáng như bình thường. Còn nếu mờ mà do nguyên nhân tại đáy mắt thì tùy theo cái nguyên nhân tại đáy mắt đấy để bác sĩ xác định là cái mờ đấy do cái gì. Ví dụ như có những bệnh nhân chấn thương một thời gian sau nó có thể gây phù vòng điểm hay là các cái bệnh về đáy mắt mà mình không kiểm soát được thì nó cũng có thể nó gây ra mờ mắt sau phẫu thuật. Vậy thì bác phải đến để bác sĩ khám xem là cái nguyên nhân mờ đấy do cái gì. Nếu do đục bao sau thì bác sĩ chỉ cần laser là bác có thể sáng lại trở lại bình thường. Còn nếu là phần đáy mắt thì bác sĩ xem cái tổn thương đấy ở giai đoạn nào để bác sĩ có thể tư vấn cho bác cụ thể điều trị như thế nào để có thể mình đưa lại cái thị lực tốt hơn cho bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Dạ thưa quý vị, vậy thì với những bệnh nhân đã phẫu thuật thủy tinh thể và sau đó thì chúng ta gặp những triệu chứng về nhìn mờ thì khi chúng ta đi khám như bác sĩ chia sẻ là có thể đến từ một vài nguyên nhân, ví dụ như là nếu cái tình trạng mờ là do đục và bao sau thì bác sĩ sẽ chỉ cần chỉ định laser cho bệnh nhân thì chúng ta có thể lấy lại được thị lực. Còn nếu là bệnh nhân nhìn mờ do những nguyên nhân về bệnh lý đáy mắt khác thì bác sĩ cũng sẽ có những cái phương án điều trị thích hợp để có thể giúp chúng ta cải thiện thị lực. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Thúy Hà gửi về cho bác sĩ Hạnh, đó là: chào bác sĩ, mẹ em năm nay 60 tuổi, đã được chẩn đoán là đục thủy tinh thể bắt đầu. Tuy nhiên thời gian đó thì được chẩn đoán là có thể dùng kính để nhìn TV cũng như là đọc sách bình thường. Tuy nhiên một năm trở lại đây thì mẹ cháu thấy là nhìn xa thì bị mờ, tuy nhiên nhìn gần thì lại không cần phải đeo kính đọc sách nữa. Vậy có phải là mắt mẹ cháu tốt lên hay không? Và xin mời bác sĩ trả lời câu hỏi này. Vâng, câu hỏi này cũng rất nhiều người họ đến khám và hỏi tại sao trước đây tôi đang đeo kính lão, bây giờ là tôi nhìn xa thì nhìn mờ dần, nhưng nhìn gần là tự nhiên tôi lại bỏ kính lão ra, tôi vẫn đọc được cái kính thì nhìn gần. Thì như bác sĩ có nói là cái đục thủy tinh thể này nó do cái quá trình mà lão hóa và nó thay đổi cái chuyển hóa, nó làm cho cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa và nó trở nên đục mờ. Và một trong những cái mà nguyên nhân, một trong những cái triệu chứng mà bệnh nhân tự nhiên lại thấy nhìn gần rõ đó chính là cái thủy tinh thể nó bị đục và nó gây ra cận thị giả. Cận thị giả, chính vì cận thị giả cho nên là bác bệnh nhân phải bỏ kính lão ra. Cận thị là nhìn gần tốt cho nên là bệnh nhân tự nhiên bỏ kính lão ra và đọc xong được sách, nhưng cái giai đoạn đấy cũng chỉ được một thời gian thôi, rồi sau đó cả nhìn xa cả nhìn mờ bác đều kém. Vì vậy đã đến cái giai đoạn mà bỏ kính lão ra thì có nghĩa là thủy tinh thể đục đã cũng tương đối rồi. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà đục thủy tinh thể bắt đầu
thì có thể mình dùng thêm các cái thuốc để làm chậm quá trình đục thủy tinh thể. Còn khi mà đã đục ở cái giai đoạn giữa, là giai đoạn tiến triển, là giai đoạn đã đục gần hoàn toàn rồi, thì không có thuốc nào, cũng không có cái kính nào để cho bác có thể đưa lại thị lực cho bác, và chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là phẫu thuật thay thủy tinh thể. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trong trường hợp này thì việc bệnh nhân không bỏ kính khi đọc sách thì lại không phải là một cái dấu hiệu tốt, mà đây có thể là một cái dấu hiệu khiến cho chúng ta cần phải đi khám, bởi vì nó có thể là dấu hiệu cho thấy là đục thủy tinh thể và cần đi khám để bác sĩ nếu như có chỉ định thì chúng ta sẽ thay thủy tinh thể để giúp chúng ta có thể lấy lại được thị lực. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hà gửi về cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, cháu năm nay 15 tuổi và cháu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Hiện giờ mắt cháu nhìn kém hơn trước rất là nhiều và sắp tới thì cháu định đi mổ đục thủy tinh thể. Cho cháu hỏi là sau khi mổ thì thị lực của cháu có sáng hơn không, và cháu có thể đi học bình thường hay là phải nghỉ học một thời gian? Xin được bác sĩ này. Thường ấy là nếu mà trong trường hợp ấy, đục thủy tinh thể bẩm sinh ấy, thì phải khuyến cáo mổ càng sớm càng tốt. Bây giờ cháu đã 15 tuổi rồi mà chưa mổ đục thủy tinh thể bẩm sinh thì nó sẽ là hơi muộn, bởi vì nếu cháu càng để muộn thì cái mắc đục thủy tinh thể đấy nó không được sử dụng, nó sẽ gây cái hiện tượng nhược thị, và đến lúc mà thay thủy tinh thể nó không có tác dụng nhiều. Vì vậy nếu đã được chẩn đoán là đục thủy tinh thể bẩm sinh mà đục thủy tinh thể tương đối nhiều rồi thì cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt cháu ạ, chứ đừng để lâu quá là cái mắt đấy nó không được sử dụng. Vì khi đục thủy tinh thể là mắt đấy nó nhìn mờ, và nhìn mờ càng để lâu như thế thì mà từ bé mà mình đã bị rồi mà mình không phẫu thuật thì cái mắt đấy nó không được sử dụng, sợ nó sẽ bị lười đi, người ta gọi là hiện tượng nhược thị. Thì kể cả bạn sau khi thay thủy tinh thể xong thì cái hiệu quả nó không cao. Vì vậy khi đã chẩn đoán là đục thủy tinh thể bẩm sinh thì nên mổ càng sớm càng tốt để giải phóng cái nhân đục ra, cái mắt đấy nó được sử dụng thì cái thị lực nó mới đảm bảo. Thế còn mổ thì rất là nhẹ nhàng thôi. Mổ bây giờ mổ theo máy móc hiện đại, trình độ bác sĩ thì ngày càng được cập nhật các cái kiến thức rất là hiện đại và tiên tiến. Máy móc thì được đầu tư rất là hiện đại. Vì vậy mà cái mổ Phaco này nó rất là nhẹ nhàng thôi, chỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút là xong một mắt thôi. Nên cho nên là cháu đừng có lo, và cháu nên đến sớm càng tốt để bác sĩ khám trên mắt cụ thể của cháu và đưa ra những lời khuyên chính xác cho cháu, và nên mổ càng sớm càng tốt với cháu. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng bệnh lý đục thủy tinh thể thì không phải là bệnh lý chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, mà đối với những bệnh nhân có đục thủy tinh thể bẩm sinh thì thậm chí như bác sĩ Hạnh chia sẻ đó là chúng ta nên đi khám và nên cân nhắc mổ sớm, bởi vì để tránh cái tình trạng nhược thị dẫn tới là sau này như bệnh nhân vì chúng ta để quá muộn, chúng ta mới phẫu thuật thì có thể là cái thị lực sau khi mổ nó sẽ không được đạt thị lực tối đa do tình trạng nhược thị, đúng không ạ? Rồi, chính xác. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Ngọc Nhung gửi tới cho chương trình như sau. Chào bác sĩ Hạnh, bố cháu năm nay 61 tuổi, được chẩn đoán là bị đục thủy tinh thể hoàn toàn và nên đi mổ sớm. Tuy nhiên là bố cháu được tư vấn là dùng thuốc nhỏ mắt để cải thiện tình trạng này trong thời gian khi mà chưa có điều kiện đi mổ, vừa rẻ tiền nhanh chóng và cũng như là không mất nhiều thời gian hồi phục thị lực. Bây giờ bố cháu chưa muốn mổ, vậy bác sĩ tư vấn giúp bố cháu là có thể dùng thuốc nhỏ mắt để chữa tình trạng này được hay không? Xin mời bác sĩ Hạnh chia sẻ. Như tôi đã nói đấy, khi mà đã đục thủy tinh thể rồi thì không có cái khả năng hồi phục được thị lực. Trừ trường hợp mà lúc nãy tôi nói đấy là đục thủy tinh thể ở giai đoạn bắt đầu có hiện tượng đục thì bác sĩ cho thuốc để mình kéo dài cái thời gian đục ra thêm thôi, chứ còn là khi mà đã đục hoàn toàn rồi thì không có thuốc nào và cũng không có kính nào để có thể là bác nhìn trở lại được bình thường, và chỉ có một phương án duy nhất là mình đến để mình thay thủy tinh thể. Nếu bác để quá muộn thì cái thủy tinh thể đấy nó sẽ còn gây biến chứng tại mắt, thủy tinh thể có thể gây nó căng phồng, nó quá chín, nó căng phồng, nó chèn ép vào mống mắt và nó sẽ gây ra bệnh thiên đầu thấu. Thì lúc đấy bác vừa đau, bác vừa phải đi mổ cấp cứu, mà lúc đấy bác sĩ cũng rất là khó làm và cái hiệu quả sau mổ nó sẽ không được như mà khi chưa gây biến chứng. Vì vậy khi đục thủy tinh thể hoàn toàn thì chắc chắn và chỉ có một phương pháp duy nhất là mình phẫu thuật. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ đó là hầu hết thì các bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc trong những trường hợp mà bệnh nhân mới phát hiện đục thủy tinh thể bắt đầu và khi mà thị lực của bệnh nhân chưa bị ảnh hưởng nhiều. Còn tuy nhiên khi mà đã có chỉ định mổ thì chúng ta nên cân nhắc phẫu thuật sớm để có thể tránh những cái biến chứng nặng nề hơn do cái tình trạng đục thủy tinh thể gây ra.
chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Hải Anh có gửi về cho chúng tôi như sau. Chào chương trình, bố cháu năm nay 65 tuổi, khám ở trung tâm y tế xã được chẩn đoán là đục thủy tinh thể. Nhìn xa và nhìn gần thì đều bị mờ và lóa. Cháu có tìm hiểu và thấy có khá là nhiều loại nhân thủy tinh thể. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cho cháu biết là ở hệ thống bệnh viện mắt hai tách hiện nay thì có những loại nhân nào là phổ biến? Xin mời bác sĩ Hải. Rất cảm ơn. Đây cũng là một cái câu hỏi mà bệnh nhân hay hỏi, tại vì là có những bệnh nhân lớn tuổi thì không nói, nhưng có những bệnh nhân mà đục thủy tinh thể tương đối ở cái lứa tuổi trung niên ấy, thì cái nhu cầu nhìn còn rất là nhiều, dùng mắt rất là nhiều, nó không như là các cụ 80-90. Thế cho nên là ở cái lứa tuổi trung niên người ta cũng có những cái nhu cầu thiết định nhiều hơn so với cả các cụ 80. Vì vậy ở tại hệ thống bệnh viện mắt Hai Tách có rất nhiều cái thủy tinh thể để các bệnh nhân có thể lựa chọn. Thủy tinh thể đơn tiêu, thủy tinh thể hai tiêu, thủy tinh thể đa tiêu, tùy theo cái nhu cầu, khả năng nhìn gần, khả năng nhìn xa, khả năng đọc sách chữ nhỏ hay chữ vừa phải, hay là mình nhìn trung gian nhiều hơn, hay là chơi thể thao nhiều hơn, thì tùy theo cái nhu cầu của từng cụ bệnh nhân cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra các cái thủy tinh thể nào phù hợp với bệnh nhân nhất. Thì ở hệ thống bệnh viện mắt Hai Tách đều có những cái thủy tinh thể đơn tiêu, hai tiêu, đa tiêu để bệnh nhân có thể tự lựa chọn, và qua cái tư vấn của bác sĩ để có thể lựa chọn cái phù hợp nhất cho mắt của mình. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy là hiện nay tại hệ thống bệnh viện mắt Hai Tách của chúng tôi thì có tất cả những loại nhân mà phù hợp với những nhu cầu của quý vị, và tùy vào cái tình trạng sau khi bác sĩ khám mắt, bác sĩ sẽ tư vấn cái loại phù hợp cũng như là kết hợp với cái nhu cầu của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ chọn cái loại nhân phù hợp với bệnh nhân nhất, chứ cũng không phải là cứ nhân đắt tiền thì sẽ là phù hợp, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Trần Đức có gửi về chương trình như sau. Chào bác sĩ, bố của em dự định sang tháng qua bệnh viện mắt Hai Tách để mổ pha cô. Bố em có cần phải kiêng ăn gì trước khi mổ hay không, và có cần chuẩn bị đồ đạc gì mang theo hay không? Bởi vì bệnh nhân sợ rằng là phải ở lại viện và không biết là có cần phải chuẩn bị đồ gì hay không. Xin mời bác sĩ hãy trả lời câu hỏi này. Vâng, đây cũng là một cái tâm lý mà người nhà cũng như bệnh nhân cũng muốn hỏi để chuẩn bị trước mổ cho cẩn thận. Thì với cái công nghệ máy móc bây giờ, với cái trình độ của bác sĩ bây giờ được cập nhật thường xuyên, được học hỏi thường xuyên, thì cái phẫu thuật phaco này rất là nhẹ nhàng, nó giảm thiểu cái thời gian nằm viện của bệnh nhân đi rất là nhiều. Trước đây nếu mà mình mổ một ca thay thủy tinh thể thì có khi nằm đấy 5-7 ngày đi ra viện, còn bây giờ thì chỉ trong ngày là bác sĩ ra mổ xong cho bác và bác có thể xuất viện trong ngày. Còn cái chuẩn bị trước mổ thì thực ra cũng không có cái gì gọi là cầu kỳ lắm. Nếu trong trường hợp mà mắt của bác viêm nhiễm thì là bác sĩ chưa cho mổ và sẽ phải dùng kháng sinh trong một vài ngày trước khi phẫu thuật. Còn nếu của bác mà không có viêm nhiễm thì bác có thể đến khám và mổ ngay trong ngày được và xuất viện trong ngày. Chuẩn bị thì với sự chăm sóc, với sự chăm sóc của các nhân viên y tế của bệnh viện mắt Hai Tách thì người nhà không cần phải đến chăm sóc bệnh nhân gì cả. Người nhà chỉ đưa bệnh nhân đến này, chuẩn bị các cái thủ tục cho bệnh nhân này, và đưa bệnh nhân nhận phòng, rồi sau đó là ra về và đến buổi chiều là đến đón bệnh nhân thôi. Còn tất cả các cái khâu trong, trước, trong và sau khi phẫu thuật sẽ được các nhân viên y tế của hệ thống bệnh viện mắt Hai Tách phục vụ, và chỉ trong ngày là bệnh nhân có thể xuất viện được. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ, đó là cùng với sự phát triển của các trang thiết bị cũng như là sự nâng cao của tay nghề của các y bác sĩ, thì hiện nay quy trình phẫu thuật phaco đã đơn giản hơn rất là nhiều, và bệnh nhân thì thường là chỉ cần tới khám vào buổi sáng hoặc đầu buổi chiều thì bệnh nhân đã có thể xuất viện được rồi. Và trong quá trình bệnh nhân thăm khám thì cũng sẽ đều được đội ngũ của chúng tôi tư vấn về các cái công đoạn, và gần như bệnh nhân cũng không phải chuẩn bị gì nhiều trước khi đến phẫu thuật cả. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Nguyễn Hoàng gửi về cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, mẹ em năm nay 75 tuổi ở Bình Phúc, đã đi khám ở trạm y tế và được chẩn đoán là đục thủy tinh thể. Em dự định cho mẹ mổ phaco vào tuần tới. Vậy bác sĩ cho em hỏi là sau khi mổ thì lịch tái khám của mẹ em sẽ là như thế nào? Xin mời bác sĩ Hạnh ạ. Vâng. Phẫu thuật phaco là một cái phẫu thuật gọi là đỉnh cao của công nghệ. Cái mép mổ chỉ tầm khoảng từ 2,2 cho đến 2,8 ly. Mép mổ rất là nhỏ, không phải khâu vá gì cả, phục hồi rất nhanh sau phẫu thuật. Do đó là bệnh nhân chỉ cần nằm viện một ngày là vì vậy, và sáng hôm sau là mình có thể bỏ băng ra, nhìn được như bình thường và thị lực hồi phục rất là nhanh. Thế cho nên là bạn có thể cho mẹ bạn đến buổi sáng
làm thủ tục mổ trưa mổ và đầu giờ chiều là có thể xuất viện được trong ngày và không phải đi lại nhiều để mất thời gian cho gia đình. Đấy là cái công nghệ hiện đại nhất bây giờ, cho nên là cũng bệnh nhân cũng không đau đớn gì cả mà cũng không phải tiêm tê. Chúng tôi là dùng cái phương pháp nhỏ tê tại chỗ nhưng bệnh nhân cũng không phải tiêm gì, là không cảm giác nó đau đớn gì nhiều. Khi mổ xong rồi bệnh nhân còn bảo ô đắp mổ xong rồi à, cho nên là cái việc mà lo lắng về cái quá trình mổ không đáng lo, tại vì cái công nghệ bây giờ là Phaco là công nghệ hiện đại nhất đối với cả phẫu thuật của tuyến thể rồi, cho nên là người nhà và gia đình cũng không phải lo lắng quá đối với khi mà được mổ theo cái phương pháp hiện đại bây giờ. Vâng, và bác sĩ anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái thời gian sau bao lâu thì chúng ta được tái khám sau khi mổ? Rồi, chính vì cái công nghệ mà chính vì cái kỹ thuật mổ mép mổ nó nhỏ như thế, cho nên là cái tái khám nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái ngày đầu thì ngày hôm sau ấy là phải khám để bác sĩ xem là có cái phản ứng gì không, có vết thương có lành lặn gì không. Đấy, còn sau khoảng một ngày thì càng về sau thì có thể là mình càng giãn ra, có thể một ngày sau mổ này, một tuần sau mổ, một tháng sau mổ, ba tháng sau mổ và sáu tháng sau mổ. Đấy là cái lịch mà hệ thống bệnh viện Mắt Hightech đặt ra cho bệnh nhân. Còn nếu mà các bác bệnh nhân mà cảm thấy bình thường mà đi lại nó khó khăn thì những cái lần sau có thể không cần đến khám. Nếu có điều gì bất thường thì bác sĩ sẽ gọi điện cho bác sĩ phẫu thuật, thì sau khi mổ xong là các bác sẽ có cái số điện thoại của bác sĩ phẫu thuật. Có vấn đề gì là các bác cứ gọi điện đến để liên hệ để có thể tư vấn qua điện thoại nếu các bác ở xa. Còn cái quá trình khám thì bệnh viện sẽ khám miễn phí cho các bác trong 6 tháng đầu, cho nên là có mổ xong thì các bác có thể đến bất cứ lúc nào nếu mà các bác thấy bất thường trừ một tuổi. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Như bác sĩ Hạnh đã chia sẻ, đó là đối với những bệnh nhân sau khi mổ phẫu thuật Phaco tại hệ thống bệnh viện Mắt Hightech thì bên cạnh việc là bệnh nhân sẽ được có miễn phí 6 tháng khám lại sau phẫu thuật thì chúng tôi cũng có một số ưu đãi rất là lớn dành cho những bệnh nhân, ví dụ như là chúng ta sẽ được tặng 2 thẻ giảm miễn phí phẫu thuật cho người thân, mỗi thẻ sẽ trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó thì sẽ có 2 thẻ giảm phí khám, mỗi thẻ trị giá 100.000 đồng, chúng ta có thể khám hoặc là dành tặng cho người thân của chúng ta, cũng như là chúng ta sẽ được miễn phí những cái loại thuốc cũng như là một số loại kính bảo vệ, cũng như là một số cái phương pháp sẽ được bác sĩ chúng tôi tư vấn cụ thể sau khi phẫu thuật về những cái điều chúng ta cần làm để chúng ta có thể nhanh chóng hồi phục lại thể lực của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hà gửi về cho bác sĩ Hạnh, đó là tôi được biết có rất nhiều loại thủy tinh thể và giá tiền thì chênh nhau khá là cao. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là làm thế nào để tôi biết là bác sĩ đặt vào mắt tôi loại thủy tinh thể thì có đúng với cái loại tôi đã chọn hay không? Đây cũng là băn khoăn của khá nhiều các quý vị khi mà quan tâm tới phương pháp mổ Phaco. Xin mời bác sĩ. Chính xác, bởi vì là thủy tinh thể nó có nhiều loại lắm và giá tiền mỗi bệnh viện nó cũng khác nhau. Thế thì để biết được là mình mổ loại thủy tinh thể nào và giá tiền là bao nhiêu thì chỉ có một cách duy nhất là mình phải được cầm, phải được nắm, phải được biết được cái thủy tinh thể đấy là của nước nào đó. Chứ còn một số bệnh viện, ở bệnh viện hệ thống bệnh viện Mắt Hightech là bệnh viện duy nhất mà tôi đã từng thấy, là chỉ có là phát cho bệnh nhân sau khi mổ là phát cái vỏ thủy tinh thể trả lại cho bệnh nhân trước mổ, đưa cho bệnh nhân ở đây thủy tinh thể của bác nhé, hôm nay bác mổ loại này nhé, giá tiền là bằng này đó, ở trên này nó có cái mã đây rồi đó, để bác có thể bác xem rồi tí chúng cháu đặt vào mắt của bác và sau đó thì chúng cháu sẽ trả lại cái vỏ. Và cái đấy là cái đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân biết được là đấy, hôm nay mình mổ lại này này đó, bao nhiêu tiền này, đây cái mã đây, thì bác có thể bác tra trên mạng hoặc là có thể là kiểm tra được ngay lập tức để bác có thể bác yên tâm được là khi mình bỏ ra với cái giá tiền này là nó tương đương với cái thủy tinh thể này và mắt việc thật đấy, sự việc thật và mình được cầm nắm cái thủy tinh thể đấy rồi thì các bác cứ yên tâm, hoàn toàn yên tâm tin tưởng là bệnh viện làm sẽ rất là rõ ràng và minh bạch mọi thứ, do đó là bệnh nhân rất là hài lòng khi mà đến mổ của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ, tôi hy vọng là quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn khám cũng như là điều trị được thủy tinh thể bằng mổ phương pháp mổ Phaco tại hệ thống bệnh viện Mắt Hightech, bởi vì sau khi mổ thì chúng tôi hoàn toàn sẽ trả lại cái bao bì đựng cái loại nhân mà bệnh nhân đã được mổ, để từ đó chúng ta có thể có cái thông tin, chúng ta tìm kiếm thông tin về các loại nhân mà chúng ta đã được mổ. Dạ vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời bác sĩ Hạnh có thể gửi tới quý vị khán giả một vài lưu ý để quý vị có thể duy trì thị lực ổn định sau khi mà quý vị mổ thay thủy tinh thể nhân tạo tại hệ thống bệnh viện Mắt Hightech. Xin mời bác sĩ Hạnh. Vâng. Để duy trì cái thị lực ổn định sau khi phẫu thuật ấy, thì thực ra thì vì nó là một cái phẫu thuật hiện đại và phẫu thuật rất là gọi là nhẹ nhàng, do đó là cái
tiên cữ giữ gìn soi mổ thực ra nó cũng không có cái gì gọi là đặc biệt lắm, chỉ có những cái ngày đầu ấy là các bệnh nhân phải luôn giữ gìn vệ sinh để tránh hiện tượng nhiễm trùng tại mắt, ví dụ như là trước và trong khi nhỏ mắt điều trị sau phẫu thuật thì phải rửa tay cho thật sạch sẽ, tránh tiếp xúc với khói bụi, tránh tiếp xúc với những cái đồ bẩn để cho nước bẩn vào mắt trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần đầu. Làm việc bằng mắt thì những ngày đầu có thể làm giảm thiểu đi thời gian, trước đây mình làm 6-7 tiếng thì bây giờ mình có thể giảm đi một chút để cho mắt nó được nghỉ ngơi. Mắt nó được nghỉ ngơi thì nó đỡ mỏi, đỡ nhức thôi. Đấy là cái chuyện cũng không có gì là cần phải kiêm cữ nhiều lắm. Thế còn sau mổ thì vẫn cắt ngay các cái sinh hoạt của bệnh nhân thì vẫn bình thường thôi, nhưng mà các bác phải đến khám định kỳ để bác sĩ có thể phát hiện ra những cái điều gì bất thường sau mổ. Ăn uống các thứ thì đầy đủ các cái dưỡng chất, đặc biệt là những cái vitamin có màu, nó sẽ tốt cho là mắt. Thế còn tránh thức khuya để cho giữ gìn cái thị lực, cái điều tiết của mắt. Còn những bác nào mà bị bệnh nền như là cao huyết áp, tiểu đường thì nên khám định kỳ từ 3 tháng một lần để bác sĩ có thể phát hiện sớm những cái tổn thương ở đáy mắt để bác sĩ có thể điều trị sớm những cái biến chứng đấy để tránh ảnh hưởng đến cái thị lực của sau này. Còn gần như là mổ phạc cô thì gần như là không phải kiên cữ nhiều, giống như là mổ như hồi xưa nó nằm đến 5-7 ngày thì mình mới cần phải kiên cữ nhiều. Còn đây là cái vết mổ nó rất là nhỏ, nó lành sau ngay một ngày thì cái vấn đề mà kiên cữ cũng không cần phải kiên cữ nhiều như hồi xưa. Chủ yếu là những cái ngày đầu thì là giữ gìn vệ sinh tại mắt và giảm thiểu cái thời gian làm việc tại mắt để cho mắt nó đỡ nhức mỏi và đỡ tránh nhiễm. Tôi tin là với những lời khuyên rất cụ thể vừa rồi của bác sĩ Hạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể duy trì được thị lực ổn định sau khi chúng ta tiến hành phẫu thuật mổ phaco tại hệ thống của chúng tôi. Và xin cảm ơn bác sĩ Hạnh vì đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và đã đưa ra những câu trả lời rất cụ thể và quý vị cho những câu trả lời, câu hỏi mà quý vị đã gửi về. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị còn bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào về các chủ đề về chăm sóc mắt nói chung thì quý vị đừng ngần ngại để lại câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục giải đáp trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào 15 giờ chiều thứ 6 tuần sau. Xin chào MC, xin chào các quý vị khán giả.